Thưa quý cô bác anh chị, mình đang có mặt ở chùa Lâm Quang, địa chỉ đây là 301 xuyệt 117 H70, đường Bến Bình Đông, phường 14, quận 8. Hôm nay thì mình sẽ tới để gặp nhà chùa, sau đó rồi sẽ lì xì Tết cho các cụ ở đây. Thì hôm nay cũng là cái ngày rằm tháng giêng và rất là nhiều cô bác anh chị đi lễ chùa. Thì ngày hôm nay đó sẽ có anh Chuyên và chị Minh có lì xì Tết cho các cụ và lì xì Tết cho các tình nguyện viên, lì xì cho Tuấn Dương. Còn dư thì mình sẽ cúng dường Tam Bảo. Hôm nay là ngày 24 tháng 2 năm 2024. Thì cái số tiền này các anh chị gửi từ trước Tết cơ, và hôm nay mình mới thu xếp được thời gian thì sẽ đi vô trong rồi sẽ gửi biếu cho các cụ. Nhà chùa hôm nay các bạn thì trang hoàng cũng rất là lộng lẫy. Các cái khu tượng Phật đều có bông, rồi đốt đèn cầy và bật đèn rất là sáng. Có nhiều cô chú anh chị ở khắp nơi tới chùa để thắp nhang, rồi cầu an. Bây giờ mình sẽ đi vô trong để gặp các cụ nhé. Mời các bạn cùng đi với mình. Đây, chúng ta sẽ đi vô trong. Ngày hôm nay thì mọi người tới chùa thì sẽ được dùng món cơm chay, được chùa đãi cơm chay. Và cảm ơn, chúc chú may mắn. Dạ, thì thưa là số tiền này của anh Chuyên và chị Minh có gửi để lì xì cho các cụ. Dạ, rồi chúc các cụ nhiều sức khỏe. Dạ, vâng, con cảm ơn. Dạ, dạ. Đã đây thì con sẽ đi theo cô. Cô sẽ tới cô phát dùm nhá. Mỗi một cụ sẽ nhận là, dạ. Mời các cụ nhận lì xì ạ. Dạ, vâng. Dạ, dạ. Rồi, mỗi giường là một cụ. Cái chú này đi với nhóm Pháp Hoa mà cho vâng. Hàng tuần đó. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ, con tên Tuấn Dương. Dạ, dạ. Ủng hộ cho chùa mình đó. Vâng. Dạ, gửi lì xì mỗi cụ 100 ngàn. Các cụ muốn xài gì các cụ xài giúp con. Dạ. Dạ. Vâng, rồi con cảm ơn cô. Chúc cô sức khỏe. Bà Bích Lập khỏe không? Dạ, khỏe. Dạ, dạ, chào các. Dạ, vâng ạ. Dạ. Rồi. Chú này thì dạ. Lì xì đi chung với nhóm Pháp Hoa mỗi tuần thứ tư. Dạ, dạ. Vâng. Dạy cho nói một lời. Vâng. Đại diện cho dưỡng lão chùa Lâm Quang, cảm ơn chú đã đến thăm và giúp đỡ cho tuổi già dưỡng lão số tiền lớn. Rất là mừng, chúc chú và gia đình tất cả đều may mắn. Mấy bà vỗ tay, cảm ơn. Rồi, con cảm ơn. Rồi, chúc các bà năm mới nhiều sức khỏe nha. Để con và cùng các nhà hảo tâm sẽ tới thăm các bà. Bây giờ con xin phép xuống dưới. Dạ. Dạ, dạ, vâng. Đây, mình sẽ xuống dưới nữa để thăm các cụ ở dưới. Nay mình đi có một mình thôi, nhờ sư cô dẫn đi. Dạ thưa các bà, con sẽ nhờ sư cô gửi dùm anh Chuyên và chị Minh biếu mỗi bà lì xì mỗi bà 100 ngàn ạ. Chúc các bà nhiều sức khỏe. Dạ. Dạ, dạ. Vâng ạ. Dạ rồi, cảm ơn bà, chúc bà sức khỏe nhá. Dạ, con cảm ơn. Dạ, vâng. Vâng, anh Chuyên và chị Minh. Dạ rồi, con cảm ơn. Chị Minh ơi, cũng nhiều sức khỏe. Dạ, dạ, con cảm ơn ạ. Dạ. Mời các bạn nhận tiền lì xì ạ. Dạ, vâng. Ừ, cho tôi thay mặt gửi lời anh Chuyên và chị Minh, chúc anh Chuyên chị Minh một năm nhiều sức khỏe. Dạ. Tràn đầy hạnh phúc. Vâng. Dặn sự như ý mà ăn phát tài. Dạ, con cảm ơn. Dạ. Rồi chúc các bà năm mới cũng nhiều sức khỏe. Dạ. Dạ, để tụi con có thời gian vô thăm các bà nữa. Dạ. Rồi, con cảm ơn. Đây, nhờ cô sẽ đi cô phát dùm. Đi con mình bữa nào là tạo này. Nay con đi mình.
Rồi gửi biếu các bà. Dạ. Dạ vâng, xuống dưới đây ạ. Dạ vâng. Dạ. Nay nhà chùa lại mời mọi người ăn cơm chay. Rồi, chào mấy cô. Dạ. À, chào chị, rồi năm mới. Rồi xin chào nhá. Rồi chờ xíu lát xíu để gửi tiền lì xì cho các tình nguyện viên. Dạ. À. Rồi chào bà nhá, năm mới chúc bà sức khỏe. Tại chú. Tại con á. Chú đưa lên cháu tụi nó thấy giờ chỗ. Ôi trời ơi thế à. Rồi tụi nó ở chùa giờ thấy hình rồi. À thấy hình rồi, dạ. Dạ. Hôm nay có anh Chuyên, chị Minh nhờ con gửi tới lì xì các cụ, mỗi cụ 100 ngàn. Các cụ muốn ăn gì các cụ xài. Rồi, cảm ơn. Dạ, dạ. Và... vâng. Vâng, vâng. Dạ, cảm ơn bà. Chúc bà sức khỏe nha. Dạ, nay mình con đi vì con còn đi nhiều công chuyện nữa. Nhóm thì cũng còn bận ạ, dạ. Chị Nguyệt ấy, tình nguyện viên có bao nhiêu người? 14 người. 14 người, ok. Tôi nữa là 15. Bà 15 đúng không? Tính luôn. Dạ. À, vâng, giờ để xíu con lên con gửi cúng dường luôn. Dạ, để... rồi, con sinh 25 phần 14 người con quả với 11 mấy trẻ là 25. À, rồi để con đưa thẳng cho dạ, ta luôn. Cô, con à. Luôn dạ. À dạ rồi đây. Dạ, cô vâng. Nhận đi à. Vâng vâng, đây. Ok. Vậy là 12 tổng là 25 người không cô? Dạ. Rồi cô cứ đếm lại đi ạ. Dạ. Vâng. 25. Vâng. Rồi 25 con nhận phần công quả với em. Rồi. Dạ. Ok, rồi để lên con gửi dạ. Cúng dường trên dạ. Nữa. Dạ vâng. Dạ, rồi gửi mấy chị nhá. Dạ vâng. Dạ dạ, rồi. Dạ. Vâng. Dạ thôi được rồi, em còn đi công chuyện nữa. Đang nướng sườn. Vâng, đang nướng sườn rồi xíu em xuống. Dạ. Rồi để con lên. Vâng vâng. Đây để con đếm xem còn nhiều tiền nữa. Vâng vâng được không? Dạ rồi. Dạ có, viết giùm con cái phiếu rồi. Cô con gửi còn lại số tiền này là 3,9 triệu. Còn kia thì con đã gửi rồi. Cô ghi giùm con là anh Chuyên và chị Minh ạ. Dạ vâng, gia đình anh Chuyên chị Minh thưa cô. Vâng. Người ta ra đưa cho người ta chứ. Còn cô ra nó khẽ. Cứ hỏi cô cái cô kia bao nhiêu mấy? Sinh năm 18. Dạ, ra dùng nước cơm đi. Con xin phát thanh ba chữ để
Chữ cô đẹp quá. Dạ, dạ. 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 Dạ có à. Bốn tư là chữ chữ thân. Dạ. Dạ 120 81. Dạ. Dạ Thái Hoàng Nam. Ờ nó cũng dạ con cảm ơn cô, chúc cô nhiều sức khỏe, con cảm ơn ạ. Dạ con xin phép. Chú dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý. Dạ dạ con cảm ơn. Dạ dạ con đi ạ. Rồi mình đã gửi xong cái số tiền còn lại là 3.900.000. À, còn lại cái số tiền trước đó đó thì tổng cộng là 16 triệu. Để con gửi cái đồng mua về dùng. Dạ vâng, rồi cái con. Mình dùng ở đây. Rồi thôi cho con xin con mang về đi ạ. Dạ dạ con cảm ơn. Thì đã gửi biếu cho các cụ, còn bây giờ thì mình sẽ đi về thì cô lại còn xin cô lại còn cho lộc chùa nữa nhá. Thì dạ tùy cô, thôi cô cho con một hộp thôi. Thôi cho con xin hai hộp đi, con cho mấy cái mấy cô kia. Dạ đây các cô Phật tử tới là phụ để làm, cô ở trong thì nướng sườn, cô thì bới cơm, toàn bộ là đồ ăn chay này. Dạ chào cô. Dạ cô hứa khẩu trang cho con. Dạ dạ vâng. Rồi thưa các cô tới phụ từ khi nào đấy ạ? Dạ, từ hồi sáng sớm ạ. À, hồi sáng sớm luôn, hôm nay là làm. Đây là đặc sản của chùa Lâm Quang. À dạ, dạ thưa món đó món gì cô? Sườn nướng. Dạ thôi con xin hai hộp về, con xin hai hộp về rồi ạ. Dạ. Dạ dạ. Thôi con có rồi các cô làm rồi. Bên kênh YouTube nào ạ? Dạ thưa Sài Gòn Ngày Nay ạ. Vâng. Rồi con chúc các cô nhiều sức khỏe nhá. Dạ. Và hôm nay con cũng có nhà hảo tâm tới gửi lì xì mỗi cụ 100.000, mỗi tình nguyện viên 100.000, rồi còn lại thì cúng dường Tam Bảo. Giờ con xong việc rồi con còn đi chỗ khác. Con chúc các cô năm mới nhiều sức khỏe ạ. Dạ để chú có. Ơi, dùng dạ. Thử đi. Có, con xin hai hộp, con xin hai hộp con mang về. Dạ, vâng. Ăn là nhớ mãi. Vâng vâng, ăn một lần nhớ mãi. Con cảm ơn mấy cô nhá. Dạ hộp của con ạ. Dạ. Thôi ơi. Đâu ai làm cho con ạ? Dạ có rồi. À đây đây vâng. Rồi cho con xin bịch chè luôn ạ. Dạ. Kiểm. À kiểm ạ, canh kiểm ạ. Dạ rồi, em cảm ơn chị nha, con chào các cô. Dạ rồi, xin chào. Dạ đây rồi, có chưa? Đây rồi, có rồi. Dạ rồi, con cảm ơn. Đây rồi. Để cô gửi cho bịch chè. Dạ. Trời ơi, đi thì nhẹ mà về thì nặng ha. Khi đi thì nhẹ mà đi về thì các cô cho búa xua đồ luôn nè. Con xin, con cảm ơn ạ. Dạ vâng. Thì cái này ấy, mình sẽ mang tới rồi cho chỗ chú Thanh ở trong chùa nữa. À xin lỗi, chú đang nằm trong nhà thương. Rồi tới đây thì xin. Thì bây giờ cũng đã xong việc rồi, Tuấn Dương sẽ đi thăm chú Thanh đang nằm trong nhà thương. Mình xin mấy cái món đồ chay này vào để cho chú ăn. Thư cảm ơn đây các bạn. Thì cảm ơn gia đình anh Chuyên chị Minh đã gửi cái số tiền tổng cộng là 17 triệu. Thì mình có tặng cho mỗi cụ là 100.000. Rồi cúng dường Tam Bảo. Nói chung là thực hiện xong xuôi hết rồi. Bây giờ mình sẽ đi về nhá. Hẹn gặp cô chú anh chị trong những video tiếp theo. Bà con cô bác bây giờ đi vô cũng rất là đông. Các Phật tử các thứ rồi đang cúng làm lễ. Đó.